Quý vị và bạn, huấn luyện viên của câu lạc bộ Yokohama FC báo một tin thực sự rất vui dành cho cá nhân của Cung Phượng. Tại vòng 2 của J-League 1 năm 2023, hãy tiếp tục tỏa sáng thôi nào chàng trai Việt Nam. Và cùng với đó, một số những thông tin liên quan đến đội tuyển U20 Việt Nam. Vừa qua, huấn luyện Hoàng Tuấn thậm chí còn chấp cầu thủ của đối phương đá đủ 11 người, mặc dù đối thủ bị nhận một chiếc thẻ đỏ. Mà cuối cùng, báo chí của Thái Lan có thông tin đó là Thedathon Buamathan từ chối mức lương khoảng hơn 1 tỷ đồng trên một tháng để về thi đấu tại V-League. Đó là những thông tin chính trong bản tin của Tuổi Bóng Đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, giải vô địch quốc gia của Nhật Bản đã chính thức khai màn mùa giải mới vào hôm ngày 17 tháng 2 vừa qua. Và trong trận đấu mở màn của câu lạc bộ Yokohama thì họ gặp một đội bóng đó là Gagoria. Thế nhưng tiền đạo Công Phượng trong trận đấu đó thậm chí lại không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Và trước khi chốt danh sách thi đấu tại vòng 2 gặp câu lạc bộ đó là Soran Ben Mare vào lúc 17 giờ ngày hôm nay, ngày 24 tháng 2, huấn luyện viên Suheri của câu lạc bộ Yokohama có chia sẻ về những khó khăn trong việc lựa chọn đội hình thi đấu của họ tại J-League 1 khi mà nói như thế này: rất khó lựa chọn danh sách thi đấu ở trận mở màn tại J-League 1. Số lượng cầu thủ tăng gấp đôi so với mùa giải trước. Đội hình ra sân và dự bị ở trận đấu gặp câu lạc bộ Nagoya đều rất chất lượng, ngay cả những cầu thủ không được đăng ký cũng tập rất tốt. Dù lựa chọn thế nào thì mục tiêu vẫn quan trọng của chúng tôi, đó vẫn là chiến thắng thôi. Như được biết thì theo quy định, mỗi trận đấu của các đội bóng tại J-League 1 thì họ chỉ được đăng ký tối đa là 18 cầu thủ. Và ở mùa này thì câu lạc bộ Yokohama FC có tới tận 39 cầu thủ, trong đó gồm có 5 thủ môn. Còn riêng hàng công ở vị trí tiền đạo có tới tận 9 tiền đạo, 9 cầu thủ, trong đó thì có 3 ngoại binh tính cả Công Phượng. Và ngay cả khi chơi ở hàng tiền vệ thì Công Phượng cũng phải đặc biệt cạnh tranh tới tận với 12 cầu thủ khác. Và thuyền trưởng của tân binh câu lạc bộ Yokohama FC tại J-League 1 có chia sẻ tiếp như thế này: tôi tiếp tục trao cơ hội cho những cầu thủ ở trận đấu tới và tôi sẽ xem những điều gì có thể xảy ra. Tôi muốn cho tất cả những cầu thủ có được cơ hội ra sân và muốn rằng sẽ có một trận đấu hay dành cho khán giả. Vì vậy mà cầu thủ phải chơi thật đam mê. Cả hai đội bóng đều có lối chơi đá tấn công và tôi mong muốn trận đấu sẽ khiến khán giả hài lòng. Còn nói về cá nhân Công Phượng thì ông đánh giá rằng đây là một cầu thủ tiềm năng và có kỹ thuật cá nhân cực tốt. Cơ hội để cho Công Phượng có thể ra sân cũng giống hệt như những cầu thủ khác mà thôi. Mà nếu tận dụng thành công cơ hội thì cậu ấy hoàn toàn có được cơ hội để thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ này. Cùng với đó, ông ấy còn nói rằng là trong trận đấu giao hữu vừa qua thì Công Phượng đã có một kiến tạo và đã có một màn thể hiện tốt. Mọi cầu thủ đều có sự nỗ lực và cá nhân Công Phượng cũng để lại rất nhiều những ấn tượng trong mắt của ông. Ông cũng chưa thể nói rằng là tại vòng 2 này Công Phượng có được đăng ký thi đấu hoặc được ra sân đá hay không. Nhưng cơ hội là dành cho tất cả những cầu thủ và ông tin rằng những cầu thủ thể hiện tốt nhất thì đều có được những cơ hội của mình mà thôi. Vậy như vậy là vừa qua thì mặc dù Công Phượng đã không thể có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của câu lạc bộ Yokohama FC, nhưng lý do vì sao thì chúng ta cũng đã hiểu, thực sự là quá khó khăn. Việc cạnh tranh vị trí trong một vị trí ví dụ tiền đạo đá với tận 9 cầu thủ, trong khi đó vị trí tiền vệ thì không hề thua kém, tận 12 cầu thủ cạnh tranh cho cái vị trí được đăng ký. Vì vậy mà không hề đơn giản. Hơn nữa thì Công Phượng lại là một tân binh của đội bóng này. Mọi thứ có lẽ rằng cũng cần phải có thời gian. Đương nhiên thì chúng ta cũng không thể quá kỳ vọng vào Công Phượng là cậu ấy có thể lập tức tỏa sáng, có được chỗ đứng được. Bởi chúng ta nhìn những cầu thủ khác trước đây thì cũng đều như vậy thôi. Rất nhiều những khó khăn và chỉ có đúng một cầu thủ nữ Việt Nam của chúng ta hiện nay, đó là Huỳnh Như, có được chỗ đứng thôi. Còn hầu như chúng ta đều phải trải qua những trận đấu rất khó khăn, những cơ hội phải chắt chiu từng chút một thì sau đó chúng ta mới tận dụng cơ hội để mà tỏa sáng được. Thế nhưng với những gì mà huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Yokohama FC có chia sẻ thì ông ấy sẽ tạo cơ hội cho tất cả những cầu thủ có được cơ hội ra sân, có được cơ hội thể hiện. Vì vậy mà chắc chắn trong trận đấu và ở vòng 2 và có thể là vòng 3, vòng 4 sắp tới, các cầu thủ Việt Nam chắc chắn sẽ kỳ vọng rằng Công Phượng sẽ có tên, sẽ được ra sân, sẽ tỏa sáng và hy vọng rằng là Công Phượng sẽ tận dụng tối đa những cơ hội mà mình có được để tìm kiếm những chỗ đứng, mặc dù là rất khó khăn khi mà thi đấu tại giải đấu cao nhất của Nhật Bản, J-League 1, đúng không ạ? Vâng, đó là những thông tin liên quan đến Công Phượng. Thì vừa qua đội tuyển U20 Việt Nam của chúng ta đã có một trận đấu giao hữu cuối cùng với đội bóng đó là Dubai FC City. Chúng ta nhận thất bại với tỷ số 0-1. Thế nhưng nếu mà chúng ta nhìn được những diễn biến của trận đấu này thì rõ ràng tỷ số đó không phản ánh đúng về cái trận thua vừa qua của đội tuyển U20 Việt Nam. Ở trận đấu vừa qua thì huấn luyện viên Hoàng Tuấn đã sử dụng một đội hình xuất phát gồm có thủ môn đó là Quang Trường,
Nguyên Hoàng, Đức Anh, Mạnh Hưng, Văn Cường, Văn Khang, Đức Phú, Văn Trường, Thanh Nhàn, Quốc Việt và Mỹ Hảo là những cầu thủ thi đấu ở phía trên. Bên kia chiến tuyến thì đội bóng Dubai City FC cũng ra sân với một đội hình có rất nhiều những cầu thủ nước ngoài có thể rất cao to, nếu như quý bạn có quan sát được những hình ảnh như thế này. Và trước một đối thủ có một thể rất vượt trội thì đội tuyển U20 Việt Nam lại thi đấu cực kỳ tự tin, nhập cuộc rất tốt. Dù vậy, trong một tình huống truy cản tấn công một pha bóng của đối thủ thì Văn Khang đã phạm lỗi với đối thủ ở trong vòng cấm và chúng ta đã bị thua ở trong tình huống này khi mà họ dứt điểm thành công trên chấm đá lên lưu 1m. Sau bàn thua thì đội tuyển U20 Việt Nam chúng ta vẫn tiếp tục tấn công và chúng ta hoàn toàn làm thủ chủ được cái thế trận ở trong trận đấu đó. Và trước sức ép của học trò huấn luyện Hoàng Tuấn thì một cầu thủ của bên phía Dubai City FC thậm chí đã nhận một chiếc thẻ đỏ và toàn bộ những cầu thủ của bên phía họ đều phải lùi về sân nhà để chống đỡ những đường lên bóng tấn công liên tiếp tới từ những cầu thủ đội tuyển U20 Việt Nam. Rất nhiều những cơ hội mà chúng ta đã tạo ra được, có những cơ hội 10-10 thì chúng ta một là dứt điểm ra ngoài hoặc một số tình huống lại dứt điểm mà cột dọc khi mà khung thành của Dubai FC City đã bỏ trống. Chúng ta đã chơi hơn người ở phút thứ 69 khi mà cầu thủ ghi bàn đó là Gore Donkri bị thẻ đỏ rời sân. Thế cuối cùng thì huấn luyện Hoàng Tuấn vẫn yêu cầu là Dubai City FC hãy tiếp tục sử dụng đủ 11 cầu thủ để cho đội tuyển U20 Việt Nam tiếp tục thử nghiệm đội hình. Và kết quả chung cuộc tỷ số là 1-0 dành cho đội chủ nhà. Thế nhưng thực tế mà nói đấy, chúng ta nhìn thấy anh xem đúng không ạ? Chúng ta là đội bóng làm chủ được thế trận, chúng ta chơi tốt hơn, kiểm soát bóng. Thế nhưng việc kể cả đối thủ khi mà nhận một chiếc thẻ đỏ thì chúng ta vẫn mong muốn rằng họ chơi đấu đầy đủ 11 cầu thủ. Điều đó cho thấy rằng là vừa qua chúng ta đã thi đấu tốt và cái kết quả không phải là thứ mà huấn luyện viên Hoàng Tuấn mong muốn nhiều nhất, mà đó là việc chúng ta có sự thử nghiệm về mặt lối chơi. Bởi thực tế ở phút thứ 69, nếu như đối thủ chỉ thi đấu với 10 người thôi thì việc đội tuyển U20 Việt Nam của chúng ta có một chiến thắng trước đối thủ này thì cũng không có gì là quá bất ngờ cả. Thế nhưng chúng ta đã không làm như vậy. Vì vậy mà một số chỉ trích vừa qua nói rằng là đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu không tốt khi mà để thua một đội bóng như thế này. Thế nhưng hãy nhớ rằng đây là một đội bóng ở UE, một đội bóng mặc dù chỉ hạng 2 thôi. Thế nhưng chúng ta là những cầu thủ ở lứa tuổi U20, những cầu thủ còn rất trẻ, thậm chí nhiều cầu thủ còn không có chỗ đứng tại V-League. Vì vậy một trận đấu vừa qua mặc dù kết quả thua, thế nhưng với những diễn biến thì chúng tôi nghĩ rằng là đội tuyển U20 Việt Nam của chúng ta đã có được một cái màn thể hiện rất tốt, đúng không ạ? Và một thông tin cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn, đó là mới đây thì báo chí của Thái Lan họ đã đưa một thông tin rất là sốc khi mà họ có nói như thế này. Hậu vệ trái Thiraton Bumathan đã từ chối mức lương 2 triệu baht, tương đương 1,3 tỷ đồng trên một tháng để chuyển đến thi đấu tại V-League. Anh ta sẽ tiếp tục ở lại Buriram Urtiz và có thông tin cho rằng câu lạc bộ Công an Hà Nội đang quan tâm đến Thiraton Bumathan. Đây là thông tin mà chắc chắn quý vị cũng đã nhận được. Nhưng để mà nói thì tôi nghĩ rằng cái thương vụ này nó có lẽ rằng là không cao để có thể xảy ra. Và thực tế thì với Thiraton Bumathan, cầu thủ này vẫn đang rất mong muốn thi đấu tại Thái Lịch. Mà cầu thủ này nói rằng không quan trọng quá nhiều vấn đề về tiền bạc. Và thứ hai nữa là anh chàng này đang rất muốn được thi đấu tại FC Champions League, một cái đấu trường lớn nhất tại châu Á hiện nay dành cho các câu lạc bộ. Và lúc này thì người hậu vệ của đội tuyển Thái Lan đang được định giá mức giá rất là cao, tương đương khoảng 500.000 euro, khoảng 12,5 tỷ đồng. Và về mặt chuyên môn thì đương nhiên đây là một cầu thủ quá tốt rồi cho bất cứ một đội bóng nào, chứ không chỉ riêng dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nhưng với những gì mà đang diễn ra thì tôi nghĩ rằng là thực sự khó để cho câu lạc bộ Công an Hà Nội có thể chiêu mộ được cầu thủ này. Mặc dù thì Công an Hà Nội hiện nay chiêu mộ quá nhiều cầu thủ giỏi đang thi đấu tại V-League, thế nhưng mức lương mà dành cho một cầu thủ của Thái Lan quá cao và sẽ có thể khiến cho cái vấn đề về mặt nội bộ có thể ảnh hưởng, và điều đó có lẽ là không tốt. Và thứ hai nữa thì chưa chắc là Thiraton Bumathan đã mong muốn thi đấu tại V-League, đúng không ạ? Còn chúng ta sẽ phải chờ thôi. Thời gian tới thì mọi chuyện đều có thể thay đổi và chúng ta cũng chờ xem Thiraton Bumathan có rời Thái Lan để mà đến V-League hay không nhé. Và tới đây thì bản tin của Tủ Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.